Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video ngày hôm nay. Nơi chúng ta sẽ so sánh hai loại cây trồng phổ biến trong nông nghiệp và lâm nghiệp, đấy là cây bồ kết ghép lấy trái và các loại cây lấy gỗ như cây bạch đàn, cây thông, cây keo. Cả hai đều có giá trị kinh tế riêng, nhưng bạn có biết cây nào mang lại lợi nhuận ổn định và bền vững hơn không thì hãy cùng khám phá qua video này ngay bây giờ. Trước hết cùng tìm hiểu về cây bồ kết ghép. Đây là một loại cây không chỉ biết đến với giá trị dược liệu và mỹ phẩm mà còn đang ngày càng khẳng định vị thế kinh tế nông nghiệp. Chỉ sau 2 năm trồng thì cây đã bắt đầu cho ra hoa và có thể bói quả. Tuy nhiên, để cây phát triển tốt nhất, những quả bói này thường được cắt bỏ và nuôi cây đến năm thứ tư. Cây bồ kết ghép sẽ cho thu hoạch đầy đủ. Lợi ích đầu tiên, cây bồ kết ghép chỉ mất 4 năm để bắt đầu cho sản lượng quả đáng kể. Mỗi cây có thể cho từ 30 tới 50kg quả tươi, vào giá bán dao động từ 30 tới 45 ngàn đồng 1kg thời điểm hiện tại bây giờ. Nguồn thu từ cây bồ kết ghép là vô cùng hấp dẫn. Giờ thử so sánh sang các loại cây lấy gỗ. Các loại cây như cây bạch đàn, cây keo thông thường thì được trồng để khai thác lấy gỗ sau từ 5 tới 7 năm. Khi đến tuổi thu hoạch thì mỗi cây sẽ được bán với giá trung bình thời điểm hiện tại là từ 150 tới 200 ngàn đồng một cây. Đây có thể là một số tiền không nhỏ, nhưng đừng quên mỗi lần thu hoạch người nông dân phải trồng lại từ đầu và lại tiếp tục đợi từ 5 đến 7 năm nữa để có thể tiếp tục thu hoạch. Với những cây bồ kết ghép, bạn thu hoạch quả mỗi năm và sản lượng sẽ tăng thêm sang năm sau, cây nó to ra và mỗi năm sau thì sẽ thường tăng lên từ 20 đến 30% trên một vụ. Với chi phí chăm sóc thì không quá cao, điều này có nghĩa là bạn không cần phải chờ đợi quá lâu để thấy lợi nhuận và thu nhập đều đặn và liên tục qua từng năm. Hãy làm một phép tính đơn giản, nếu bạn trồng 100 cây bồ kết ghép, sau 4 năm bạn sẽ thu hoạch từ 300 tới 500kg quả tươi. Và mức giá nhân từ 30 đến 45 ngàn đồng 1kg thì bạn sẽ thu hoạch về từ 90 tới 225 triệu đồng trong một năm đầu tiên. Mỗi năm sau đó thì sản lượng sẽ tăng lên và thu nhập của bạn cũng sẽ tiếp tục tăng. Còn với cây lấy gỗ thì bạn phải chờ 5 tới 7 năm. Và sau khi bán với giá trị từ 180 đến 200 ngàn đồng một cây, tổng thu nhập bạn sẽ rơi vào khoảng 18 đến 20 triệu đồng. Sau đó bạn lại phải bắt đầu lại từ đầu, chờ thêm 5 tới 7 năm nữa để có thể tiếp tục cho vụ thu hoạch tiếp theo. Với cây bồ kết ghép, bạn không chỉ thu được lợi nhuận nhanh hơn mà còn bền vững hơn với nguồn thu đều đặn và không cần phải trồng lại sau mỗi lần thu hoạch. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao, cây bồ kết còn đóng góp vào phần bảo tồn giống cây quý của Việt Nam. Trong quá khứ thì bồ kết tự nhiên đã bị khai thác quá mức dẫn đến suy giảm mạnh mẽ về số lượng. Tuy nhiên, kỹ thuật ghép cây hiện đại chúng ta không chỉ bảo tồn mà còn phát triển những cây giống bồ kết cho năng suất và chất lượng quả tốt hơn rất nhiều. Hãy cùng nhau bảo tồn và phát triển cây bồ kết ghép không chỉ để mang lại thu nhập ổn định cho bản thân mà còn góp phần vào giữ gìn một giống cây quý của quê hương. Vậy bạn còn chần chờ gì nữa, hãy bắt đầu trồng cây bồ kết ghép ngay ngày hôm nay để tận hưởng lợi ích kinh tế dài hạn và đóng góp vào việc bảo tồn cây giống quý. Đừng bỏ lỡ qua cái cơ hội tuyệt vời để đầu tư vào cây giống bồ kết ghép và tận dụng lợi ích từ quả bồ kết. Chúng tôi cam kết cung cấp cây giống bồ kết chất lượng cao và hỗ trợ bạn trong suốt quá trình trồng và chăm sóc cây. Hy vọng trong tương lai gần có thể kết hợp thu mua toàn bộ số lượng của quả bồ kết của quý bà con. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy chia sẻ tới nhiều người khác để mọi người cùng biết tới giá trị kinh tế của bồ kết. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mà chúng tôi sẽ làm ra. Bạn hãy để lại câu hỏi hoặc ý kiến bình luận của bạn dưới phần bình luận của video này. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin trân trọng, kính chào.